làm người tinh ba phần ngốc ba phần còn lại ba phần dành cho con cháu quý thính giả thân mến danh họa trịnh bản kiều nói thông minh khó ngờ nghệch khó từ thông minh mà vờ như ngờ nghệch càng khó hơn người xưa và những người cao tuổi ngày nay thường truyền nhau một câu rằng tinh ba phần ngốc ba phần còn lại ba phần dành cho con cháu ý nghĩa ấy là gì ý là chúng ta sống trên đời này đừng tỏ ra quá tinh minh bởi vì xung quanh chúng ta không ít những chuyện giờ khóc giờ cười, chẳng hạn như có những cha mẹ đặc biệt thông minh, nhưng lại sinh con ngốc nghếch, đổi lại, có những cha mẹ rất đối bình thường, nhưng lại sinh con thông minh, xuất chúng. Thế hệ này thông minh, nhưng thế hệ tiếp theo có thể ngược lại. Điều này mang ý nhắc nhở rằng, mỗi con người đều có vận số riêng, dẫu có bôn ba cũng không qua thời vận, nên làm người đừng hiển thị quá thông minh, đừng quá toan tính hết điều này đến điều khác nếu chuyện gì nhất nhất cũng đem lên bàn cân mà so đo tính toán từng ly từng tí thì thử hỏi sống vậy có mệt mỏi không tinh ba phần một cần dùng sự chuyên nghiệp của bản thân để thực hiện bởi vì kiến thức là không ngừng phát triển và thay đổi theo thời đại nếu bạn không tiếp tục cập nhật kiến thức và học hỏi kiến thức mới thì những gì bạn biết sẽ dần dần bị đào thải trong xã hội chúng ta phải kết hợp lý thuyết với thực tiễn và vận dụng những thành tựu phát triển của khoa học hiện đại vào chuyên ngành của mình. Như thế, mới thu được kết quả vượt trội và không bị đào thải. 2. Vận dụng trong cuộc sống. Cần kiến lập những quan điểm đúng đắn cho bản thân về nhân sinh quan và giá trị quan, cố gắng hòa nhập bản thân với xã hội, còn phải thích nghi hoàn cảnh và sau đó, thông qua nỗ lực của bản thân để thay đổi hoàn cảnh. Cũng cần phù hợp với trào lưu trong thế giới rộng lớn này bởi vì người người đều có thể sinh tồn trên trái đất này, vậy chúng ta càng cần tồn tại tốt hơn nữa. 3. Vận dụng trong xử lý mâu thuẫn và vấn đề Học cách cân bằng hợp lý các mâu thuẫn, xử lý uyển chuyển trước những cảm xúc khác nhau của từng cá nhân khác nhau. Đồng thời, khi đối diện với thất bại, có thể hiểu và rút ra được bài học giáo huấn để không phải trượt ngã hai lần tại cùng một vấn đề. Mốc 3 phần 1. Có thể chịu thiệt đừng bận tâm quá nhiều vào được mất cá nhân trong công việc người quản lý nào có thể chịu thiệt hoặc tổn thất thì người ấy có thể lãnh đạo được đội ngũ một cá nhân có thể chịu thiệt chính là người có thể đứng vững trong tập thể một gia đình có thể chịu thiệt chắc chắn có thể bảo trì mối quan hệ hữu hảo với hàng xóm vậy người có thể chịu thiệt có thể chỉ thiệt một chút thôi bởi vì đó là người xem nhẹ lợi ích vật chất biết nghĩ cho người khác là người có giáo dưỡng thì trong cái mất biết đâu lại được có thể còn tốt hơn. Còn đối với người không thể chịu thiệt, làm gì cũng khư khư lợi ích cá nhân, chỉ lo mình bị tổn thất. Người như vậy chẳng phải ích kỳ là gì. Cái tư tâm quá lớn ấy, biết đâu sẽ hại chính bản thân mình, có lẽ sớm muộn gì cũng sẽ bị tổn thất không nhỏ cho xem. 2. Có thể chịu khổ Nông dân có thể chịu khổ, nên họ có được niềm vui trong mùa thu hoạch. Nhà khoa học có thể chịu khổ, nên họ đột phá những vấn đề khó khăn để đạt đến thành tựu vĩ đại. Người thầy giáo có thể chịu khổ, nên họ có cả một bầu trời tri thức trong tâm. Người học sinh có thể chịu khổ thì thành tích học tập dĩ nhiên xuất sắc. Người lãnh đạo có thể chịu khổ và phó xuất vì dân, nhất định sẽ nắm được trong tay sức mạnh của quần chúng. Những thành viên trong một gia đình có thể chịu khổ, khổ tận cam lai, sau đó sẽ là những tháng ngày yên vui hạnh phúc. Người có thể chịu khổ, qua cơn mưa thì trời lại sáng thôi, còn người không thể chịu khổ biết đâu sẽ chịu khổ cả một đời cũng nên. Bởi người già thường nói một câu, tuổi trẻ cơ cực, sau này sung sướng. 3. Có khả năng nhẫn nạ. Bất kỳ sự thành công nào cũng chưa bao giờ thiếu đi một chữ, nhẫn. Người xưa cũng nói rằng, dục tốc bất đạt kia mà. Làm gì cũng không nên vội vã và đi đường tắt. Ví như các ngôi sao bóng đá, cả đời chỉ đá một trái banh, chỉ tập trung tìm hiểu thao tác và hoàn thiện kỹ thuật để làm sao có thể ghi bàn thắng hoàn hảo nhất nhà khoa học edison đã trải qua rất nhiều thất bại trước khi phát minh ra bóng đèn điện chẳng phải tất cả họ một đời nhẫn nại là gì lưu lại ba phần cho con cháu một bồi dưỡng con cháu yêu thích học tập nghiên cứu và đọc sách thật nhiều nếu con cháu không có phúc báo thì lưu lại nhiều tài sản cũng không có tác dụng con cháu cũng không thể hưởng được lại còn tiêu tán mất nhưng nếu con cháu có nền tảng học hỏi và nghiên cứu sách vở thì trong tâm sẽ chứa đựng những điều hay ý đẹp và sự giáo dưỡng từ tấm bé. Đến khi trưởng thành, sẽ có thể tự lực cánh sinh, có thể tạo nên sự nghiệp, như thế mới có thể bền lâu. Nếu bạn muốn lưu lại cho con cháu tiền muôn bạc vạn, thì trước tiên, hãy nhớ đến câu nói bất hù này của người xưa. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. 2. Nên dạy cho con cháu tính cần cù, thiện lương và làm việc đến nơi đến chốn, Dưỡng cho con cháu phẩm chất và đạo đức làm người, có khả năng chịu đựng khó khăn không sợ tổn thất, không ngại thất bại, như thế mới là sự giúp đỡ thiết thực nhất dành cho chúng. Đừng vì quá cưng chiều, sợ con mình khổ, mà dạy chúng tránh khổ, tránh thiệt, và thích chiếm lợi nhỏ. 3. Tạo cho con cháu khả năng đối diện với khó khăn, tính nhẫn nại và độc lập, động lực làm việc chăm chỉ và kiên trì. Một gia đình nhẫn nại và chăm chỉ mới có thể kim ngọc mãn đường và phú quý may mắn. Làm người nên ngốc một chút, giấu thật sự thông minh cũng đừng tỏ ra quá thông minh. Người hiểu được ba phần ngốc, chính là người có phúc khí. Hiểu được lưu lại ba phần cho con cháu, chính là thể hiện tầm nhìn và trí huệ. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Đừng quên like, comment những cảm nghĩ của bạn và đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm nhiều video có nội dung hay hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.